Hồ Bích Trâm khóc nức nở vì nhớ cha trong ngày cưới. Đám cưới của nhân viên Hồ Bích Trâm được tổ chức sáng nay, cuối cùng chú rể cũng lộ mặt, cô dâu khóc nức nở vì nhớ cha. Trong hôn lễ, cô dâu Hồ Bích Trâm chọn áo dài trắng ren, trang điểm nhẹ nhàng, ông xã cũng diện áo dài cực kỳ bảnh bao, dù chênh lệch 7 tuổi, song cả hai được nhận xét đẹp đôi và sánh bước cùng nhau. Hồ Bích Trâm bật khóc nức nở khi nghe anh trai, mẹ ruột và người thân chia sẻ xúc động trước khi trao quà cưới. Diễn viên gốc Quảng Ngãi mắt rưng rưng, nói với người thân trước khi về nhà chồng. Ba ơi, họ Hồ mình đông đủ, chỉ có ba ngồi đây, thật sự xúc động. Ước gì ba có thể còn sống. Cô Tám ôm con và khóc, con cũng lo mắt sưng lên, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, cảm xúc quá ba ạ, con nhớ ba vô cùng. Thời điểm cha Hồ Bích Trâm mất, Hồ Bích Trâm vẫn còn là một cô gái với hai bàn tay trắng, chưa có sự nghiệp, chẳng có tiền trong tay, nên không thể lo chu toàn cho gia đình. Nhiều năm sau đó, nữ diễn viên cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện lo cho gia đình và hoàn thành xây nhà, xây cho ba một ngôi mộ khang trang. Dù là một diễn viên ăn khách với khán giả truyền hình, nhưng khi trở về quê, Hồ Bích Trâm luôn cho thấy sự giản dị, chân chất của một cô gái thôn quê. Hình ảnh mặc đồ bộ, đi dép lê đã quá quen thuộc với người hâm mộ. Nhất là trước ngày cưới, nữ diễn viên vẫn làm nhiều công việc, đồng áng phụ mẹ, tất bật với nhiều hoạt động quê nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.